Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9 tháng 2. Trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ít mưa, nắng nhiều. Mức nhiệt cao nhất trong ngày duy trì từ 30 đến 32 độ. Riêng huyện Côn Đảo mức nhiệt thấp hơn 32 độ. Thời điểm sáng sớm và chiều tối thời tiết se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 73-78%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 75-80%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 2 năm 2022, mực nước cao nhất 360 cm xuất hiện lúc 19 giờ 30 phút, thấp nhất 200 cm xuất hiện lúc 1 giờ 45 phút.